cạnh lời ca ngọt ngào đi vào lòng người thì vũ cũng là một loại hình nghệ thuật được các chị em hết sức yêu chuộng, vừa vui khỏe lại rất nghệ thuật. Và đợt tiếp theo chương trình, chúng ta lại quay trở lại sự sôi động và vui nhộn của đơn vị cũng mang một chữ thân. Và các bác, các cô, các anh, các chị ở dưới có biết là thân nào không ạ? Thân nào ạ? Vâng, và đợt tiếp theo chương trình, chúng ta đến với một vũ khúc rất sôi động đến từ đơn vị Thân Phú. Xin các vũ công của câu lạc bộ Sao Mai đến từ tổ dân phố Thân Phú ạ. Xin một tràng pháo tay rất to đi ạ. Lòng nhiệt chào đón các vũ công. Xin mời ạ. Thank you.
Thank you.
Thank you.